Hi, chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh của Mr. T Gaming. Vẫn tiếp tục với tựa game Resident Evil 4. Mình sẽ tiếp tục với tựa game này nha. Như các bạn đã biết trong cái phần trước á, thì nhiệm vụ của mình á là đến cái ngôi làng ở rất là heo hút. Nói chung là một ngôi làng không biết đâu đó ở Tây Ban Nha, để giải cứu con gái của tổng thống. Nhưng mà khi đến cái ngôi làng đó, thì tự nhiên những người dân ở đó họ biết mình và họ tấn công mình. Mình cũng không biết tại sao họ biết, nhưng mà tới khi mà mình đi tìm hiểu nguyên nhân á, thì mới biết hóa ra là có người cung cấp thông tin của mình đã đến ngôi làng này cho tất cả mọi người trong làng đều biết. Và mình nghĩ là không phải chỉ những người trong làng đâu, mà có thể là toàn bộ cái nơi này luôn á. Nên cái coi như là mình đã bị lộ thân thân phận rồi, nên mình không còn cách nào khác là mình phải tiếp tục mình báo về cho bên trụ sở mình là mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ, mình không thay đổi. Rồi nói tới đây là các bạn đã hiểu ha. Thôi mình sẽ vào game nha. Feeble humans, let us give you our power. Holy shit. Soon, ông này hình như là ông này chính là tộc trưởng nha. Intoxicating power. Ông có tìm cái thứ gì vô trong người mình. What? Nó có cái gì đó mới vô trong người mình đó mà. Ồ, mình đang bị cột chung với thằng thằng nào đó không biết nữa, thằng mà trong cái phần trước ấy. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Có một thằng dân điên nó đang giác nguyên cái cây cây rêu And who might you be? Bổ củi mà. Me llamo Luis Serra. Mà mặt nó mà mặt mày nó toàn là máu không à. Now I'm just a Chết good for rồi, nothing vậy là guy. Nó vô là xử hàng này hả? Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself, only for a day though. Hình như là nó chưa có vô được á. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Good. Tới rồi. Oh my god. Do something, cop. Làm gì đó đi, cướp. Đã thoát rồi. Wow. Thằng Luis nó bỏ chạy rồi. Oh man. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No.
But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Thì anh nói là sẽ quay trở lại ngôi làng. Thằng dân đen đó đâu rồi? Hình như nó ngủm rồi. Tại vì khi mà nó ngủm là nó sẽ tan biến các bạn. Để mình xem còn cái gì để lấy không. Hết rồi. Oh. Over here, stranger. Ở đây nè. Nó ở đây nè. Nhiều bảo hiểm gì đó. À đây là đạn của súng nhắm Grand Life. Wow. Mình sẽ đi xem xung quanh coi có gì không nha. Wow, đây là một cái tiền đồn đúng không ạ? Eo. Eo. Trời ơi sao mà đông thế? Quá đông rồi. Wow. Something that might interest you. Wow. Cái gì vậy? Got a selection of good things on sale, stranger. À. Ông này là thuộc dạng giống như gọi là cái gì ta? Giống như là một cái tay buôn bán gì á, nhưng mà có điều là ổng buôn bán hết tất cả mọi người, một cái gì trên người ổng ấy. Để xem còn ổng bán cái gì đây. Các bạn có thể thấy đầu tiên là sell là bán, buy là mua, turn up nghĩa là giống như là mình để nâng cấp các bạn. Ok, để mình xem có thể bán được cái gì không. Mình sẽ coi mua đây chứ à. Đi ngoài. Đi ngoài. Ở đây có một cái đây là cái một cái giống như là một cái thêm, nó tăng cái thêm cái size của cái thùng đồ mình đựng theo đó mà. Mình sẽ mua nha, rất là cần thiết luôn đó. Đó nó tăng thêm. Còn đây là bản đồ kho máu, kho báo nè. Mình cũng mua luôn. Thank you. À, ở đây có một cái khẩu A223. Đây là cái khẩu súng nhắm đó mà. Đây là khẩu TMP, là một khẩu súng bắn tự động, hay là gọi là khẩu súng máy ấy. Còn đây là wow, đây là một khẩu gốc Kevlar, là một khẩu súng phóng lựu hạng nặng các bạn, nhưng mà không gọi là phóng lựu mà ta gọi là B40 hay gì đó. Đây là cái ống ngắm cho cây súng ngắm, phụ kiện kèm theo. Ở đây là pit spray, nghĩa là cái bình xịt hồi máu. Ok. Mình chưa mua được cái nào hết nên mình sẽ bán đồ nha. Handgun ammo nè, mình có thể bán được handgun hoặc bán loại shotgun, nhưng mà mấy cái này mình không có bán được nha. Mấy cái là quan trọng nên mình sẽ đây, mình sẽ bán cái này có giá trị luôn mà. Đây là cái, đây là ba loại cây thuốc để mình kết hợp với nhau, nó sẽ thành là một cây cây thuốc màu xanh, đỏ, vàng. Và giá đó là 10.000, mình sẽ bán cây này nha. Thank you. À, mấy cái viên Benel, những cái viên hồng ngọc mình lượm trên đường á. Nó có giá 2.000 cũng được quá ha, mình sẽ bán hết nha. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Mình sẽ bán hết. Thank you. Wow, cái này có giá trị lắm, chắc mình không bán đâu, mình bán cái này quá. Sẽ bán cái này nha, cái này nó rẻ nè, có 1.000 nha. Có khi chỉ bằng một cái thằng dân đen thôi đấy. Mình sẽ mua cái khẩu khẩu Rich. Đó, mình sẽ mua khẩu Rich.
Ok, mình còn thấy tiền dư, mình mua xuống mua xương khẩu TMB à. Đó, ngon. Vì mình sẽ mua thêm cái cốp nữa. Đây là cái cốp. Ok. Thank you. Ngon rồi. What are you buying? Ở đây là cái bản nâng cấp các bạn. Mình sẽ nâng cấp cái khẩu mình sẽ nâng cấp cái khẩu gì đây? Rồi mình không có đủ tiền. Ngon, không có đủ tiền các bạn. Mình tạm thời vậy đi. Bây giờ mình sẽ kết hợp cái ống ngắm này. Có bên ống ngắm này với cái súng nhắm dưới đây nha. Đó, ngon đấy. Wow, trong đây có ông thương gia ngon thế. Mình sẽ kết hợp hai cây máu này với cái cây máu dưới đây nha. Chỉ còn kiếm thêm một cái nữa mình có thể kiếm được 10.000 cũng kiếm tiền cũng dễ quá chứ không có khó nha. À, tụi nó cũng đông quá ha. Mình sẽ test thử cái độ chính xác cái súng nhắm này như thế nào nha. Rồi một thằng lật. Wow. Súng này cũng mạnh thế. Rồi nó dành xuống dưới luôn rồi. Chọi đi, tốt, chọi đi. Tốt, chọi đi. Tốt lắm, chọi đi. Cứ chọi đi. Sẵn sàng đón tiếp tụi mày. Đạn thôi. Ui da. Ui chạy. Chơi ác thì chơi luôn đạn kế bên luôn chạy. Chạy qua nữa kìa. Khá đông đấy. Chạy thì chúng mình đã không. Mình sẽ dưỡng máu để bán nha. Máu có giá trị lắm đó. Mình sẽ dưỡng để bán. Wow, đây có một cái hòm kho báu nè. Ý, bọn nó đang chạy lên kìa. Yeah.
Tốt lắm, lại đây cho tụi mày ăn cái này vui lắm nè. Vui đấy. Buồn bể đầu luôn. Oh shit, sắp hết máu rồi bà con ơi. Lắm. Biết giết được nhiều thằng rồi, cũng khá đông đấy. What the fuck? Oh man, hết trơn đạn rồi. Phải tiết kiệm đạn thôi các bạn. Lát bàn được cái em làm thứ hai. Chết đi. Có gì ở đây hết. Hình như tụi nó hết chết hết rồi. Tụi nó cản được cũng dữ quá. Wow, có được rồi nè. Mình sẽ kết hợp luôn. Nãy mình sử dụng một cái rồi thấy ổn quá. Mà đành chịu thì sao giờ. À, hóa ra cái hai cái hồi nãy mình lầm á. Để
để mình gắn vô đây nè các bạn. Mình sẽ tìm trong đây. Đúng rồi, giờ là mình phải khơm pin đó. Đó đúng rồi, giờ là khơm pin giờ nó mới mở được cái cửa. Bị thương nặng rồi. Thêm một đạn rồi nè. Được 13.500 rồi. Đây là cái gì mà có cái cửa kiên cố thế? Không lẽ là một cái tuyệt đồn nữa ta? Cũng có thể lắm. Ồ, thấy như có một cái kho báu gì các bạn. Chúng ta đúng là một cái kho báu, nhưng mà cửa thì bị chặn rồi. Số được đấy, thế là lúc phải chơi này rồi. Đừng tưởng dễ ăn khiếp tôi nha, không dễ ăn đâu. Như chỗ này nè, cái kho báu nằm đây nè. Không có gì ăn đâu. Tính gầy bẫy anh hả? À đây là cái đường đi qua nè. Thử dùng dao thôi. Ok. Wow, mình có được kho báu nè. Đây là một cái mặt nạ Elegant. Trên cái mặt nạ nó có 3 viên ngọc các bạn. Nó còn thiếu á, vậy là mình phải tìm. Mình cũng bị mất máu cũng tương đối nữa. Wow, mình sử dụng luôn để cho nó máu đầy đầy chút. Tính dùng cái này chém tao hả? Agalego, Agalego nè.
Cá nó bự dữ ta. Cá bự quá, không đẩy được. Cái này thì cần. Gài 7 kìa. Bài thì 7. Rồi có hai con bị 5 rồi. Ồ. Đây là có kho báo nha, đầu tiên phải bắt con cổ này nè, sau đó bắn cái nó sao. Thì mình mới lụm được nha. Ồ nó gài 7 bên kia. Trời mấy con quạ nó có 400. Tưởng nhiều dữ. Khó quá đây, sao đây? Bỏ đi. Vũ đạn nó hay hơn này. Đây là một cái ngôi nhà nhưng mà khá là to đó. À cái ngôi nhà này nó có cái gì nè, à nó kêu mình phải giải đố. Các bạn có thể thấy trên tường á, trên cái tường của nhà nó có một cái huy hiệu, mình cứ quay giống hệt vậy nha. Định thử quay à. À bây giờ mình sẽ quay ngang nè. Ok, được đó. À đây là nhà của thằng trưởng thôn hay là trưởng làng gì đó các bạn. Hay là tù trưởng gì đó, cái thằng mà nè, trong cái đoạn phim hồi nãy nó đã tiêm cái chất gì vô trong người mình á. Wow, đây có lục đạn nữa nè. Và đây là có chìa khóa Insignia cây gì đó. Okay. Tụi tư đang làm rồi, đang chơi. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Thằng quỷ này nó mạnh dữ người ta. Nhìn tướng nó cao ghê, cao lớn gì là cũng biết rồi. Lúc nãy mà nó bóp chết Leon rồi. Nhưng mà trong trong cái phần mà nó thấy á, là Leon có con mắt màu đỏ. Nó nghĩ Leon đã cũng hưởng một cái loại virus gì trong người á, nên nó tha mạng cho Leon. Ok các bạn, thì hiện tại video cũng khá dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Mình sẽ hẹn các bạn ở video sau. Các bạn nếu thấy video hay, hãy để lại một bình luận dưới. Cũng giống như là like và subscribe kênh mình nha. Để mình có thể phát triển cái kênh tốt, càng tốt hơn nha các bạn. Nói chung là có bạn thì sẽ biết, chứ subscribe có bạn thì sẽ không biết. Thì subscribe chính là đăng ký kênh thôi.
bạn cứ đăng ký kênh của mình thì mình sẽ có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video hay đến các bạn nha. Rồi mình sẽ sell và mình sẽ hẹn các bạn video sau nha. Ok rồi.